Trời đất ơi, em nè, Sam lại quên sao? Em chính là gọi là tiến sĩ đại tài trong cái làng Minua này. Wait a minute. Nhộng mới di chuyển đúng không? Nghẹo vừa ăn xong. À, ồ vậy à? À, chica chica chú. Trời ơi, ai là cậu bé ngoan nhất nè? Trời ơi, đâu những cái mặt gì buồn hiu vậy con? À, rất là ngày thật là bình yên đó đi. Trời ơi, tôi vừa cất lên hai chữ bình yên xong chị bảo có chuyện quan trọng là sao? Sao nè? Đây, em biết sao không? Trời ơi, kệ cho nghe, đụng trời, đụng thiên đi là làm gì mấy nè. Đâu rồi, ai em thấy đâu kia là gì không? Một nhãn ủa siro chứ có gì đâu. Trời đất ơi, không hiểu sao sáng nay ông ngồi là ông siro ăn lượt cái gì. Trời đất ơi, điên khùng khùng luôn Sim. Sáng sớm nhảy tưng tận luôn, sáng nhảy nguyên sáng trời luôn á Sim. Còn nói gì mà ta là hoa, ta là lá gì đó. Trời đất, không biết cái gì Sim, qua xem đi. Đâu, trời ơi, rô bình thường mà. Rồi. Trời ơi, cái quân què gì vậy? Trời. Sao mặt trời quá vậy? Ủa cái gì vậy? Ủa gì vậy? Rô mà đỏ đen đỏ xanh gì vậy? Ủa cái gì trời? Trời ơi, ai biết đâu? Đây. Ok, gãy thân. Đứng yên. Chà. Trời ơi, cái siêu nhân tử trụ của em bị gì vậy? Trời ơi, đó coi là trời. Em đâu có biết đâu. Ủa, mà sao sáng sớm rồi lại chạy khùng khùng xong mắt đỏ mắt xanh vậy? Cái này tính ra mà chưa bao giờ bị bao giờ luôn các bạn ơi. Cái này chị biết nè, thường thường mấy người kiểu này á thường thường sẽ bị tổn thương tâm lý xin mà chắc chắn là trong tâm lý không có việc gì đó rồi không nó bị khùng khùng điên điên từ sáng sớm không có chuyện gì làm chạy ngồi nói chuyện điên khùng ai mà hiểu được đó, có nghĩa là trong tâm trí Rô đang bị cái gì đó chỉ trong vậy thôi. Tâm trí của Rô sao? Ủa mà khoan, bây giờ em đâu phải là cái não của Rô, Rô sao em biết tâm trí Rô gì được vậy, em biết làm gì đâu. Ai biết đâu bây giờ cách vào tâm trí của Rô làm vào sao ta? Đúng rồi, nếu mà để vào tâm trí của Rô thì tức là mình phải vào giấc mơ của anh Rô. Nhưng mà có máy nào gọi là vào giấc mơ của người ta đâu. Trời đất ơi, em nè, Sam lại quên sao? Em chính là gọi là tiến sĩ đại tài trong cái làng Minua này. Wait a minute. Nhộng mới di chuyển đúng không? Nghẹo vừa ăn xong. À, ồ vậy à? Em có khả năng chế tạo tất cổ máy mà đấy, sao miêu tâm phải gì em đây? Ok, hãy nhìn đây. Cổ máy giấc mơ xong kỳ lại ta. Chưa bao giờ chị nghe được cổ xuyên giấc mơ nha. Chưa bao giờ luôn. Cổ máy này thì giúp chúng ta gọi đột nhập vào giấc mơ của người khác nếu con người đấy đang ở bên cạnh chúng. Chị nghĩ em nên tạo sớm đi không? Ô ổng đi không á xin. Rồi. Ok. Không bình thường rồi. Hai. Chà. Chà, đòn, thấy chưa, ghê chưa? Cái cửa tím liệm tìm sim này là cửa đi vào giấc mộng hả? Đúng vậy? Rồi, trời đất. Ui, trời chết luôn nó vào kìa. À, ơi, con mơ chứ. Con mơ đó. Mơ cũng muốn giải cứu anh Siro luôn hả? Thương vậy thôi. Ôi, Sam ơi, em thấy bình tình của Ro hình như nó hơi nặng á Sam. Thôi nó xoay một... Chết rồi, bây giờ vào đi, bây giờ nếu không là ông giật đạch là ông chết luôn á Sam. Rồi, ok, vô. Ok, 2, 3, vô. Trời ơi, sao chị lại đánh em, đau gần chết à. Trời đất, ai biết đâu tự nhiên giấc mơ xong chị thấy con ma, chị tưởng con ma chị đánh vô cái đó là em. Trời hả? Trời đất ơi, để coi tâm trí của Rô có gì đây. Trời đất ơi, các bạn ơi, tâm trí của Rô là mất tơ giờ. Trời ơi, tưởng cái gì, dịch bị bệnh mà ngồi mà khùng điên vậy luôn hả? Trời ơi, sao nhìn này có nguyên trái tim to đùng luôn. Trời đất ơi, ghê dữ vậy. Trời đất ơi, biết rồi nha, mấy người ghê lắm rồi nha. Trong biết mà còn lưu luyến nhau quá nha. Đây, nhưng mà có hồ sơ bệnh án gì đây. Để coi Mr. Vật bị gì coi, để coi. Hồ sơ bệnh án Mr. Vật cục xì lam màu vàng. Gì đây? Hay chọi nhau với Timmy nên đã bị thương. Trời đất ơi, xin bị đấm. Đây là bị Timmy đấm nữa hả? Ghê dữ vậy. Oh my god. Rồi ok, chúng ta sẽ chạy xuống đây cho mọi người. Và mình thấy gọi là cái block nước nó rất là gọi là với ta rất là mỏng manh luôn mọi người. Để mình sẽ ăn thật là nhiều đồ để mình nhảy xuống, để không bị gọi là sang chứng tâm lý mọi người. Ow, vẫn được nè. Hay quá.
Rồi, ok. Trời đất ơi, Mr. Bạch chọi nhau với Timmy làm gì không biết. Bị ngồi gọi là chạy máu tè le luôn mọi người ơi. Đấy này các bạn, gọi là sau này đừng có đánh nhau nha, không là bị tè le máu các kiểu ấy. Rồi, ok. Đó gì mà ghê dữ vậy trời. Trời ơi, mà đông máu cục luôn mới mới sợ chứ. Rồi, đây. Đó, cho Mr. Dịch gọi là gì ta, lành lặng xíu. Trời đất ơi, người gì toàn tương cà, tương ớt không mà mọi người. Trời đất ơi. Ok, ok, tôi sẽ gọi là trị lành vết thương cho anh Mr. Dịch mọi người à, trời ơi. Mi kinh nghiệm làm y tá suốt gọi là 17 năm vậy không? Đúng rồi, kinh nghiệm làm y tá của tôi là gì? Đó chính là chỗ nào có máu cứ sức bung gòn lên đó. Đấy, tuyệt vời cho anh em, à, quá tuyệt vời luôn. Trời ơi, máu của nó rỉ thành cục luôn mọi người. Trời đất ơi, Mr. Sắp Vịt xong rồi nè, chị ở dưới chân sắp xong rồi, sim xong nha. Rồi, em sắp xong rồi, Mr. Vịt làm siêu xong à. Ồ, còn mấy cục máu ở chân nữa. Này, đó. Ủa, xong. Ủa, cái lắc màu vàng có đâu. Chết rồi, mình không lấy lắc vàng. Chết rồi, không sao, em sẽ lấy bung keo băng gòn em dán lên da. Đó, hay không, hay không. Ok, các bạn ơi, thì bệnh nhân Mr. Vịt đã hoàn toàn bụi là bị gì ta? Bình lặng nha mọi người. Bình lặng là gì ta? Bình phục chứ. Lành lặng, bình phục. Đấy, xin lỗi anh em nhá. Rồi, ok, chúng ta sẽ tiếp tục với bệnh nhân thứ hai. Vâng, sau khi TV gọi là chỉ đánh nhau với Mr. Vịt thì TV cũng bị súng răng luôn. Trời đất ơi. À, là Timmy bị anh Dịch đấm lại. Đó, đánh qua đánh lại cho vừa lòng nhau đó mọi người. À, hay bây quá. Giờ phải lấy răng mọi người. Ok, tôi sẽ lấy block màu trắng cho mọi người. Vâng, rồi. Khổ quá, đánh nhau chi người thì bị sức đầu mẻ chán. Em đọc hồ sơ bệnh án nè, có hồ sơ bệnh án phải đọc chứ. À, phải đọc hồ sơ bệnh án, quên mất. Đây, khỏi cần đọc tôi cũng biết các bạn ạ. Timmy không đủ. Do Timmy ăn nhiều đồ ngọt quá nên bị sâu răng. Ủa? Như cây ấy. Ủa tôi tưởng là biết tôi... rồi là ăn đồ ăn thôi chứ nghĩ sao mà Dịch dám đấm Timmy. Timmy đấm Dịch là Dịch gọi là gì ta? Sức người, sức gọi là người gọi là bị mẻ rồi. Nghĩ sao còn sức là đấm Timmy đúng không? Tôi xong, sao ơi em quên lấy cái mũi khoan. Ok, thank you. Rồi, ok, trời đất ơi, tôi tưởng là Timmy bị gọi là đánh nhau xong bị sức đầu mẻ chán xong bị sức cái răng luôn mọi người. Đó, ủa sao cái răng nó không lần lặn với chân thì từ sửa lại cho nó đều đi sim, đỡ nó bị lỗi kìa. Để tôi xếp lại cái răng là mọi người, cái răng là cái góc con người mình đấy. Ok. Ta 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 ta, TV đã có một hàm răng trắng sáng như kiểu gọi là PS mọi người ạ. Đấy, nên các bạn gọi là nhớ đánh răng mỗi ngày và đừng ăn quá nhiều kẹo ngọt nha, không là bị sâu răng như TV á. Ok. Tiếp theo. Bệnh nhân tiếp theo. Tiếp theo. Phong cần. Trời ơi, Phong ơi. Ủa Phong ơi gì vậy? Trời ơi, sao Phong bị trong giấc mơ của em vậy? Trời ơi, em không biết. Trời sao Phong cần bị lôi hai con mắt luôn nghe. Để tôi đọc thử coi, để đọc hồ sơ bệnh án coi. Từ Phong cần TV. Do Phong hay xem phim ma và băng nêm nên Phong là bị đau mắt. Trời đất ơi, ông trời bộ. Đất ơi là trời. Trời ơi, ê xin nhìn bên kia kìa. Đâu? Nguyên một dãy diamond luôn. Trời đất ơi, đúng là Phong diamond có khác mà. Trời nghe. Ơi, Phong diamond có khác anh em ạ. À, khổ quá. Để chị xuống, chị chữa chị cho Phong. Ok. Không xuống được. Ủa gì kỳ vậy? Cái gì vậy? Alo. Tôi kêu à. Đầu nó coi kỳ dễ sợ. Đấy, cái này là gì ta? Người gì ta gọi là người của Sammy đào đi để Sammy gọi chăm sóc rồi Sammy chăm sóc đi Sammy. Đấy. À, coi phim cho nhiều giàu bây giờ nổi một nhọt. Trời ơi, còn lôi mắt nữa. Trời đất ơi, giờ Phong cần thành Phong lồi rồi các bạn ơi. Trời ơi, bây giờ phải đục lại cho mắt rồi bên trong cái đồng để mắt bên ngoài nhìn ghê lắm mọi người. Đúng rồi. Rồi nha. Rồi con người lòi ra ngoài mình phải gọi lắp con người lại vô trong phải không? Đấy. Rồi, chữa trị bệnh xong. Đó, bây giờ Phong hết lồi rồi, bây giờ là Phong cần rồi các bạn ơi. Đấy. À, đây có chút báu nè. Trời đất ơi, thanh niên này ăn tương cà tương ớt quẹt lên người gì vậy trời. Trời đất ơi. Rồi, Sammy bệnh quên y tá Sammy đã chữa bệnh xong cho Phong cần TV. Đó. Yeah, là lặng quá. Rồi, ok, chúng ta tiếp theo với bệnh nhân gọi là nguyên kết cộng diamond luôn mọi người gì đây. Dịch chuyển bị lỗi đó mọi người. Ok, không sao. Nói okay. Chung là cũng liên quan tới Phong diamond. Có đường thang máy. Chị Cam ơi. Trời ơi, sao mặt bả nhìn nút dữ vậy? Ủa sao mặt cà môi bị to vậy? Không biết là đem coi cái hồ sơ bệnh án cà môi rồi coi em. Cà môi tê dê. Trong lúc cà môi tập bắt cua thì vô tình vấp té đi gãy chân. Trời đất ơi. Gì ghê vậy? Trời ơi. Vô tình được cà môi mà bị vấp té do bắt cua hả? Trời ơi. Hư cấu vậy? Này hư cấu quá nha. Hư cấu quá nha. Rồi ok.
tôi thấy là tình hình chân Gamui rất là nhiều gọi là gì ta, máu bị vụn máu đấy. Chúng ta phải là dọn dẹp những cái cổ máu này các à, những cái gọi là cục máu này các bạn ơi. Đấy, thế mình cần bỏ chân mui hay là sao, hay là làm lành luôn? Ờ, hay mình bỏ hai chân đi. Hợp lý. À, ok, để tôi bỏ chân cho Gamui các bạn ơi. Trời, tội Gamui quá. Trời đất ơi, bắt cua gì mà té. Bắt cua mà gãy luôn chân là sao chơi trời. Trời đất ơi, mốt các bạn đừng học theo Gamui nha. Nhảy tùm lum la là gãy chân là mệt mỏi lắm nha. Đấy. Tốn tiền mà còn tốn sức nữa, còn tốn thời gian nữa mọi người. Đúng rồi, lành cái chân rất là lâu luôn mọi người. Rồi, ok, Gamui đã được em tăng bỏ chân, chắc chắn Gamui đã rất hạnh phúc khi xem video này. Đó, Gamui sẽ cho ta thấy luôn, mà mua có lét thôi, nếu mà bỏ chân người em mua có lét thôi cho tao đi được. Đây, đó, hai quả chân okay. Siêu dễ thương luôn đó. Rồi, ok, cảm ơn Gamui nha. Trời mặt Gamui kiểu đang hạnh phúc không? Mua kiểu, I'm so happy không? Đấy, ok, rồi và tiếp theo. Ủa? Cơ gì toàn đây mình không vậy? Ủa? Gì sợ vậy? Trời đất ơi. Cái gì vậy? Ồ trời ơi các bạn ơi, thế là thắng rồi nè. Yeah. Trời ơi nhanh dữ vậy. Trời rất là đúng nhanh luôn mọi người. Ok thì các bạn ơi, thì mình cuối cùng đã gọi là gì ta, giải thắc mắc cho Mr. Siro tại sao Siro lại bị điên bị khùng các bạn ơi. Trời, bởi vì ổng không chịu ngủ các bạn ơi. Đấy các bạn thấy không, đây là tác hại của việc thức đêm, nên các bạn nhỏ nên không được thức đêm nhiều nha. Thức đêm nhiều rất là hại cho sức khỏe. Các bạn sẽ điên như ông Rô luôn á, cẩn thận nha. Đúng rồi, nên các bạn không được thức đêm nha, phải ngủ sớm và gọi là ăn đầy đủ chất để luôn luôn mạnh khỏe như hai đứa mình nè. Đó, thấy không, thấy không? Đó thì ok các bạn, thì trong tất cả các bệnh nhân thì các bạn thích những cái bệnh nhân nào nhất, và các bạn thấy gọi là căn bệnh gọi oi âm nhất nào gọi là của tất cả bốn người đấy, thì các bạn đừng quên bình luận phía dưới tôi biết nha. Đấy thì ok, còn bây giờ thì bye bye các bạn, và chúc các bạn một ngày thật tốt đẹp. Bye bye. Bye. Thank you.